Khoảng 7 giờ sáng ngày 18 tháng 9, tại ấp đường Bào, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, lực lượng chức năng đã huy động 9 xe cuốc và các thiết bị để cưỡng chế thêm 14 căn biệt thự xây trái phép với tổng diện tích đất sử dụng khoảng 7.278 m2. Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc cho biết, trong quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan để xác lập hồ sơ xử lý vi phạm, các hộ trên không cung cấp được giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định, không có nguồn gốc và quá trình sử dụng đất. Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc cho hay, việc cưỡng chế kéo dài và không đồng loạt là do địa phương không đủ lực lượng để cưỡng chế và nhiều người vi phạm ở những nơi khác nhau. Do đó, việc lập hồ sơ vi phạm hành chính rồi ra quyết định cưỡng chế sẽ có nhiều thủ tục, nên địa phương phải cử cán bộ, công chức đến nơi hộ dân cư trú, thu thập thông tin, đảm bảo quy trình cưỡng chế. Sau khi cưỡng chế 14 căn biệt thự này, địa phương tiếp tục chỉ đạo các xã, phường tập trung lập biên bản xử phạt nghiêm túc đến nơi đến chốn. Trước đó, Tuổi Trẻ Online đưa tin, Tổ công tác đặc biệt Kiên Giang đã phát hiện 79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên diện tích đất gần 19 hecta ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ. Ngày 19 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc cưỡng chế tháo dỡ hai căn biệt thự của ông Vũ Đình Khánh, 500,9 m2 và ông Lê Xuân Hồng, 502,3 m2 trong số 79 căn biệt thự trên. Như vậy, đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc đã cưỡng chế 16 trên 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở ấp Đường Bào, xã Dương Tờ.